các bạn sử dụng ngân hàng BIDB các bạn có nhận được thông báo như của mình hay không thì mình đã nhận được thông báo từ ứng dụng ngân hàng BIDV sau 7 ngày thì mật khẩu của bạn sẽ hết hạn thì các bạn có nên thay đổi hay không Xin chào các bạn mình là Tuyên thì trong video hôm nay thì Tuyên sẽ hướng dẫn và chia sẻ các bạn giải đáp thắc mắc cho các bạn khi các bạn nhận được thông báo từ ứng dụng thay đổi mật khẩu đăng nhập trên thiết bị của bạn đăng nhập vào ứng dụng của bạn các bạn có nên thay đổi à, à, mật khẩu đăng nhập à, của ngân hàng à, BIB của bạn hay không thì mình xin giải đáp thắc mắc các bạn thì à, mình à, làm video này để hướng à, dẫn và chia sẻ các bạn thì à, cũng có rất là nhiều bạn các bạn à, không để ý và các bạn à, không thay đổi ấy, mật khẩu của bạn hết hạn ấy thì lúc đó thì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào à, à, ứng dụng ngân hàng của bạn được các bạn lại phải ra ngân hàng thì lúc đó rất là mệt thì mình xin giải đáp thắc mắc các bạn. thì sau khi các bạn nhận được thông báo từ ứng dụng của ngân hàng gửi về cho các bạn, các bạn nên thay đổi cho mình nhé. cũng như để bảo vệ tài khoản và tiền của các bạn, sau tháng một lần thì các bạn sẽ phải thay đổi mật khẩu đăng nhập trên ứng dụng ngân hàng của các bạn. đấy, thì đó là bắt buộc rồi. nếu mà các bạn không thay đổi ấy, thì mật khẩu của bạn sẽ hết hạn. Đấy, thì lúc đó thì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào ứng dụng à, một khẩu ngân hàng của bạn được. Đấy, thì lúc đó thì các bạn lại phải lăn đột, à, tìm cách tìm tòi để lấy lại mật khẩu. Đấy, thì có rất nhiều bạn là các bạn quên mật khẩu thì các bạn sẽ không thể lấy lại mật khẩu. Và nếu mà các bạn không bật à, tính năng đăng à, nhập ở trên thiết bị khác. Ấy, nếu mà các bạn lấy điện thoại khác ấy, mà các bạn đăng nhập vào à, tài khoản của bạn ấy thì nếu mà các bạn không bật tính năng à, cho phép đăng nhập ở trên thiết bị khác ấy, thì lúc đó các bạn sẽ không thể đáy lại mật khẩu và lúc đó các bạn sẽ không thể đăng nhập ở trên thiết bị khác được đấy. kể cả khi các bạn sử dụng à, điện thoại của các bạn đăng nhập đúng không? Nếu mà các bạn lăng xuất ra, mà các bạn xóa app đi, các bạn tải lại, Nếu mà các bạn mở ứng dụng lên ấy, không hiển thị tên à, trên uh, ứng dụng ngân hàng của bạn ấy, thì lúc đó các bạn đăng nhập vào đúng trên thiết bị. À, cú của bạn ấy nhưng mà ứng dụng vẫn thông báo cho các bạn các bạn à, lăng, lăng nhập ở trên thiết bị của các bạn nhưng mà ứng dụng là báo là các bạn là lăng nhập ở trên thiết bị khác đấy, lúc đó rất là mệt các bạn không thể lăng nhập và các bạn à, lấy lại mật khẩu mà các bạn không hiển thị tên đăng nhập của bạn ạ thì lúc đó lấy mật khẩu ấy của ngân hàng BTV rất là gặp nhiều rất là khó khăn luôn rồi ok bây giờ thì mình sẽ à, vào ứng dụng của mình để dẫn các bạn à, cho các bạn xem và các bạn có nên thay đổi khẩu ứng dụng ngân hàng bidv của bạn hay không rồi ok trước khi vào phần nội dung chính thì các bạn đừng quên lại cho tên một sáp một like một xe một đăng ký kênh và ơn một trông để đón cập nhật những video bổ ích mới nhất từ video của mình nhé bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rồi các bạn là sau intro nhé bắt đầu thôi sau khi các bạn mở ứng dụng ngân hàng BIDV của bạn lên và các bạn đăng nhập vào, các bạn sẽ nhận được thông báo từ ứng dụng ngân hàng gửi về các bạn. Các bạn sẽ vào phần thông báo cho mình nhé, các bạn sẽ mới cho mình này. thì phần thông báo này thì mình đã mở lên rồi, thì các bạn sẽ không nhìn thấy là số 1 hoặc số 2 thông báo của bạn. Nếu mà các bạn có một thông báo thì sẽ hiển thị lên ở chỗ hình cái chung ấy đó là một thông báo hoặc là hai thông báo ở trên thiết bị của bạn nhé Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào à, phần thông báo cho mình Đấy, các bạn sẽ ấn một lý cho mình nhé rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào ở phần à, thông tin khác cho mình nhé Đấy, thì các bạn sẽ ấn một lý cho mình này mình đã nhận được à, thông báo từ ứng dụng à, ngân hàng gửi về cho mình là ngày mùng 4 tháng 12 này 2023 này lúc 5 giờ à, 03 nhé mật khẩu của quý khách sẽ hết hạn à, sau 7 ngày nữa thì nếu mà sau 7 ngày này mà các bạn không thay đổi lại mật khẩu ứng dụng đăng nhập của bạn thì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào à, ứng dụng ngân hàng của bạn để chuyển tiền hoặc là làm bất cứ việc gì ở trên à, ứng dụng à, ngân hàng biv của bạn được. Các bạn à nên thay đổi lại mật khẩu của bạn cho mình nhé Các bạn sẽ thoát ra cho mình này và các bạn sẽ vào phần cài đặt cho mình nhé Các bạn sẽ ấn vào cho mình này. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là cho mình là mỗi ngày mà các bạn đăng nhập vào ứng dụng của bạn ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là mật khẩu của quý khách sẽ hết hạn là sau 5 ngày à, cứ mỗi ngày mà các bạn không thay đổi ấy, thì sẽ mất đi một ngày nhé thì thông báo cho mình là sau 7 ngày nữa đúng không bây giờ còn 5 ngày đấy thì mình không thay đổi ấy, thì còn 5 ngày nữa thì sau 5 ngày này mình không thay đổi ấy, thì mật khẩu đăng nhập và ứng dụng ngân hàng của mình sẽ không thể đăng nhập được đấy các bạn sẽ không thể thao tác bất kỳ à, trên ứng dụng ngân hàng của bạn được thì à, lúc đó thì các bạn lấy lại mật khẩu ấy thì có rất nhiều bạn là không lấy lại mật khẩu nhé thì rất là có nhiều rất là nhiều lý do luôn đấy lúc đó lại các bạn phải ra ngân hàng rất là mệt để thay đổi lại mật khẩu của bạn thì các bạn sẽ ấn vào lối mật khẩu cho mình nhé các bạn sẽ ấn mới cho mình này rồi ok thì để thay đổi lại mật khẩu ấy thì các bạn phải nhớ mật khẩu cũ của bạn nhé đấy các bạn sẽ phải nhập mật khẩu cũ của bạn ấy mật khẩu đăng nhập vào từ lúc đầu các bạn đăng nhập nhé đấy thì nếu mà các bạn quên mật khẩu cũ của bạn ấy thì các bạn vẫn đăng nhập đập ở trên thiết bị à, của các bạn, các bạn vẫn có hiển thị tên của bạn, các bạn à, nếu mà các bạn quên mật khẩu cũ của bạn ấy thì các bạn cứ lấy mật khẩu và các bạn cứ ấn lấy quên mật khẩu bình thường thôi. Đấy, đây là lời với các bạn vẫn à, đăng nhập ở trên thiết bị cũ và các bạn vẫn chưa bật tính năng đăng nhập ở trên thiết bị khác, các bạn vẫn có thể lấy lại mật khẩu nhé. Đấy, thì mật khẩu cũ này nếu mà các bạn không nhớ ấy thì mình cũng đang có một video hướng dẫn uh, chi tiết của thể cách lấy lại mật khẩu của ngân hàng BNP rồi đấy thì các bạn sẽ vào xem để cách lấy lại mật khẩu nhé rồi ok bây giờ thì mình sẽ nhập mật khẩu cũ của mình vào đây để tiến hành thay đổi mật khẩu của mình nhé sau khi các bạn đã nhập mật khẩu cũ của bạn xong và các bạn đã tạo lại mật khẩu mới của bạn xong rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn đổi mật khẩu của bạn cho mình nhé các bạn sẽ ấn mới cho mình này sau khi các bạn ấn đổi mật khẩu ấy thì các bạn sẽ nhận được uh, thông báo uh, trên màn hình điện thoại của bạn thông báo đổi mật khẩu thành công này quý khách vui lòng đăng nhập lại ứng dụng của bạn nhé các bạn sẽ tiến hành uh, đăng nhập vào ứng dụng của bạn các bạn sẽ lấy mật khẩu của bạn vừa thay đổi ấy các bạn sẽ tiến hành đăng nhập cho mình nhé rồi ok như vậy là mình là chia sẻ với các bạn là các bạn có nên thay đổi uh, mật khẩu của bạn uh, sau tháng một lần hay không ấy thì các bạn uh, nên thay đổi cho mình nhé nếu mà các bạn không thay đổi ấy, thì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào ứng dụng của bạn được. thì uh, các bạn sẽ có 7 ngày để các bạn thay đổi lại mật khẩu của bạn nhé. sau khi các bạn nhận được uh, thông báo từ ứng dụng ngân hàng gửi về cho các bạn. nếu mà sau 7 ngày này mà các bạn không thay đổi là các bạn sẽ không thể đăng nhập vào ứng dụng của bạn được. như vậy là mình là chia sẻ cho các bạn là thay đổi lại mật khẩu ứng dụng của ngân hàng uh, BIDV thành công nhé. thì sau khi các bạn là uh, nhận được uh, thông báo từ ứng dụng ngân hàng gửi về cho các bạn thì các bạn thay đổi lại cho mình nhá rồi ok thì video của mình cũng xin dừng tại đây nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên lại cho tuyên một sáp một like một share một đăng ký kênh và một chung để được cập nhật những video mới nhất từ vlog của mình nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo